Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 1, trang 32 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thủy tức. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại lý thuyết bài 8, thủy tức trong sách giáo khoa sinh học 7, trang 29. Thủy tức là cơ thể hình trụ dài, phần dưới gọi là đế, bám vào giá thể. Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng tỏa ra. Cơ thể đối xứng tỏa tròn. Thủy tức cấu tạo gồm lớp ngoài và lớp trong, giữa hai lớp là một tầng keo mỏng. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Tế bào gai có dạng túi, bên ngoài túi có gai cảm giác, bên trong túi có một sợi gai rỗng, dài, nhọn và xoắn lộn vào trong. Sợi gai này có chứa chất độc. Khi gai cảm giác bị kích thích, thì sợi gai sẽ phóng ra theo kiểu lộn bít tất ra ngoài, cắm vào đối phương và chất độc trong gai sẽ làm tê liệt đối phương. Từ đó, tế bào gai có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của thủy tức, chúng có chức năng là tự vệ và tấn công. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi số 1, trang 32 trong sách giáo khoa sinh học 7.